Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ 35 phút sáng ngày 29 tháng 9, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã hoàn thiện việc lắp đặt cầu phao PMP 60 tấn qua sông Hồng, nối liền xã Hương Nộn, huyện Tam Nông với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Được biết, quá trình lắp đặt cầu phao có sự tham gia của hơn 200 cán bộ chiến sĩ từ Lữ đoàn 249. Việc cầu phao sớm được hoàn thiện giúp người dân rút ngắn quãng đường, thuận tiện đi lại. Theo đó, vào sáng cùng ngày, rất nhiều người dân đã có mặt tại hai bên bờ sông Hồng ngóng chờ cầu phao được hoàn thiện. Vị trí cầu phao được lắp đặt cách cầu Phong Châu bị sập ngày 9 tháng 9 khoảng 400 m về phía hạ lưu thuộc xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao và xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tiến hành lắp cầu phao, lữ đoàn đã huy động 201 cán bộ chiến sĩ, 87 phương tiện khí tài đầu kéo cano để lắp cầu phao và sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi cầu phao được hoàn thiện, người dân ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Bạn Lại Thị Hải Yến, sinh năm 2009, học sinh trường Trung học phổ thông Tam Nông chia sẻ, kể từ khi có thông tin lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập, ngày nào cô gái này cũng ra đây trông ngóng. Được biết, nhà bạn ở huyện Lâm Thao, quãng đường từ nhà đến trường khoảng 4 km nếu đi qua cầu Phong Châu. Kể từ ngày cầu Phong Châu bị sập, bạn phải di chuyển đường vòng, quãng đường đến trường khoảng 50 km. Cũng vì quãng đường quá xa nên bạn phải ở nhà người thân bên xã Hương Nộn, cuối tuần mới về nhà. Kể từ khi nghe tin lắp đặt cầu phao thay thế, ngày hôm nào bạn cũng ra khu vực này, chỉ mong cầu phao sớm được lắp đặt hoàn thiện. Trong ngày cầu phao được lắp đặt, Yến cũng đã rủ bạn cùng ra xem. Chứng kiến cây cầu thay thế được hoàn thiện, cô gái này đã thực sự rất vui vì nhiều ngày ngóng chờ, cuối cùng cầu phao đã được bắc lên. Hải Yến chia sẻ, bạn thực sự rất biết ơn đến các anh chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn vất vả để sớm hoàn thành lắp đặt cầu phao, giúp người dân thuận tiện đi lại. Cũng có mặt tại đây, anh Bùi Văn Tuyến sinh năm 1994 cho biết, anh cũng như mọi người đều hy vọng cầu phao sớm được lắp đặt hoàn thiện để rút ngắn quãng đường từ nhà đến nơi làm việc, đi lại dễ dàng hơn. Kể từ khi cầu Phong Châu bị sập, anh và người dân đều hy vọng cầu phao sớm được lắp đặt để mọi người đỡ vất vả. Thường anh đi từ Việt Trì vòng xuống đây phải đi 40 km, nếu đi qua cầu phao thì chỉ 10 km, rất là thuận tiện. Không chỉ anh mà mọi người khi chứng kiến cầu phao hoàn thiện đều cảm thấy rất vui mừng. Có thể nói sự cố sập cầu đã để lại không chỉ nỗi đau quá lớn cho gia đình các nạn nhân mà còn khiến cho cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao bị đảo lộn. Ngoài gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, sự cố này còn ảnh hưởng tới việc giao thương. Do phải di chuyển với quãng đường xa, các hộ kinh doanh buộc phải tăng chi phí các mặt hàng bởi việc nhập hàng khó khăn hơn so với thời điểm chưa xảy ra sự cố. Cầu phao ngay sau khi lắp đặt được kiểm tra kỹ lưỡng và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ sáng ngày 30 tháng 9, khai thác từ 6 giờ đến 20 giờ hàng ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Đối với các phương tiện ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe bán tải sẽ được phép lưu thông một chiều luân phiên, đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các xe và tốc độ không quá 10 km/h. Đối với các phương tiện như xe máy, xe đạp và xe ba bánh có thể lưu thông 2 chiều với tốc độ không quá 5 km/h. Các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao Phong Châu phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng. Vị trí lối ra và cầu phao Phong Châu, địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tại km 75+630 quốc lộ 32, bên phải tuyến. Địa bàn xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tại km 17+735 quốc lộ 32C, bên trái tuyến. Đối với việc cầu Phong Châu bị sập, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đề nghị xây dựng cầu Phong Châu mới tại vị trí cầu cũ bị sập. Tổng chiều dài dự án khoảng 1 km, trong đó cầu Phong Châu mới có chiều dài 400 m, đường dẫn đầu cầu kết nối với tuyến đường giao thông liên vùng chiều dài 600 m. Cầu Phong Châu mới được thiết kế theo phương án cầu đúc hẫng, cân bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Bề rộng toàn cầu là 21,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, giải phân cách, giải an toàn và lan can cầu. Mức đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới là 875 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương. Trên cơ sở đó, Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ là cơ quan chủ trì, khẩn trương phối hợp Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan triển khai ngành nghiên cứu, khảo sát, hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, đảm bảo kiên cố, an toàn trong mọi điều kiện mưa lũ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 1 tháng 10. Mới đây, ngày 28 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Về sự cố sập cầu Phong Châu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng tỉnh Phú Thọ phải xây dựng lại xong chậm nhất trong năm 2025 nếu cần cơ chế chính sách báo cáo Chính phủ. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu Phú Thọ kinh hoàng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ đã có báo cáo sơ bộ về tình hình sập cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C vào sáng 9 tháng 9.
Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18X60, tải trọng người đi 0,3 tấn trên mét vuông và được bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Và cầu có phần đường xe chạy rộng 7m, lề đường đi mỗi bên là 1m. Tổng bề mặt cầu là 9,5 mét. Cầu gồm có 8 nhịp, gồm có các nhịp 33 mét là nhịp dầm bê tông cốt thép và các nhịp dàn thép N5, N6, N7, các trụ cầu T1 đến T7 bằng bê tông cốt thép M250. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô thay 4 dầm nhịp 8 T21m bê tông cốt thép thường bằng 4 dầm nhịp T21m bê tông cốt thép dự ứng lực có chiều cao dầm tương đương, dán sợi thủy tinh và sợi carbon ra cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4, thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han rỉ, tẩy rỉ bằng phun cát, sau đó quét sơn chống rỉ cho phần hạ bộ của hệ dàn thép. Sửa chữa mặt cầu bằng bê tông cốt thép 35MPA, thảm BTNC 12,5 dày 5cm, thay thế các khe co giãn cũ tại vị trí mố M1, M2 và trụ T1, T2, T3 bằng khe co giãn răng lược, thay thế những thiết bị điện trên cầu đã hỏng bằng các thiết bị điện mới, tẩy rỉ và sơn lại cột đèn chiếu sáng của cầu. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Sau đó, đến năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô xử lý sói lở trụ T7, tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính D1200mm, mỗi cọc ngàm trong tầng đá gốc kết hợp mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30, tháo dỡ thu hồi trụ va xô hư hỏng trước trụ T7, gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7, kết cấu bằng bê tông cốt thép C30, chiều cao 1,2 m tính từ phần thân trên thân đặc trụ T7. Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa quy mô nhỏ, tẩy rỉ sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m, thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía dưới khe đã bị nứt vỡ và kiểm định cầu. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cầu khai thác được với tải trọng HL93, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Và cũng theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7, vào lúc 10 giờ 2 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin có 5 xe ô tô, 4 xe máy và 9 người bị rơi xuống sông. Theo báo cáo sơ bộ, tại thời điểm cầu Phong Châu bị sập, trên cầu có 5 xe ô tô đang lưu thông và bị rơi xuống sông, gồm 1 xe tải đầu kéo, 1 xe tải và 3 xe ô tô con, 4 xe máy, 3 xe máy, 1 xe máy điện với tổng cộng 9 người. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang yêu cầu các lực lượng quân đội, công an, y tế sẵn sàng các phương án để triển khai cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư, nhân lực để triển khai phương án khi đảm bảo các yếu tố an toàn. Tuy nhiên hiện nay công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do dòng nước chảy xiết không thể cho người phương tiện xuống ngay được. Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại từ vụ sập cầu. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn hai đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người bị rơi xuống sông. Phó Thủ tướng cho biết là Thủ tướng Chính phủ đã có công điện giao Bộ Quốc phòng, Công an huy động lực lượng thực hiện việc cứu nạn cứu hộ. Trước mắt để tạo điều kiện cho người dân qua lại thì dùng cầu phao. Thưa quý vị, sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối liền huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Thời điểm cầu sập, có phương tiện lưu thông trên cầu. Cụ thể, theo thông tin từ người dân địa phương, khoảng 10 giờ hôm nay ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông bất ngờ bị sập một đoạn dài, nghi có người và phương tiện trên cầu rơi xuống sông Hồng. Theo ghi nhận thời điểm xảy ra sự việc, mực nước sông Hồng đang dâng cao và chảy xiết, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Một nhân chứng cho hay, khoảng 10 giờ sáng, anh có việc đi qua cầu Phong Châu. Lúc đến gần cầu, trước xe có khoảng 3 ô tô nữa. Lúc này cầu rung lắc và gãy đổ xuống sông. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong khoảng 1 phút cầu đã sập xuống và nước sông cuốn trôi đi. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức cứu nạn và phân luồng giao thông tại hiện trường. Đại diện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã nắm được thông tin vụ việc sập mố cầu Phong Châu.
Hiện các lãnh đạo của sở cùng ngành chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý. Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết cầu Phong Châu có kết cấu thép và hiện đã bị sập hai nhịp trôi xuống lòng sông. Theo ông Hùng, có thể có người và phương tiện bị rơi xuống sông khi cầu sập nên các lực lượng chức năng của địa phương đang tập trung tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết ông đang trên đường đến hiện trường. Trước mắt ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông Phú Thọ. Cầu được xây dựng với kết cấu dàn thép có chiều dài gần 380m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.